Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Khối kiến trúc đồ sộ rộng khoảng 720.000 m² được chia thành nhiều phần. Trải qua những cuộc chiến tranh khốc liệt, Tử Cấm Thành vẫn sừng sững và được xem là di tích đặc biệt được bảo vệ của chính phủ nước Tỷ Dân. Trung bình mỗi năm, Cố Cung đón 14 triệu du khách đến tham quan và tìm hiểu khu di tích huyền bí này. Tuy nhiên, du khách đến tham quan Cố Cung cần phải lưu ý địa điểm này có một quy định đặc biệt là đóng cửa đúng 5 giờ chiều. Trước 5 giờ, các nhân viên bảo vệ tại đây sẽ đi khắp nơi để thông báo cho du khách rời khỏi địa điểm tham quan và chưa từng có ngoại lệ. Điều này khiến không ít người thắc mắc vì sao Tử Cấm Thành lại đóng cửa sớm như thế. Có tới 4 giả thuyết về chuyện Tử Cấm Thành yêu cầu du khách ra về trước 5 giờ chiều. Đầu tiên là quá nhiều âm khí. Có giai thoại nói rằng Tử Cấm Thành là nơi diễn ra nhiều tội ác, hậu quả từ các cuộc cung đấu, nhiều phi tần, cung nữ và thái giám bị hại. Thậm chí nhiều người còn khẳng định vào buổi tối ở đây thường có tiếng nhạc kỳ quái phát ra từ trong các cung điện. Thứ hai, Tử Cấm Thành không có người canh gác. Một câu chuyện khác được truyền miệng về khu di tích là sau 5 giờ chiều sẽ đóng cửa khiến cho nội bất xuất ngoại bất nhập. Người ta đã huấn luyện rất nhiều đàn chó canh giữ ở đây từ tối đến sáng. Thứ ba, liên quan tới sự việc từng xảy ra cách đây 64 năm. Theo đó, vào ngày 16 tháng 8 năm 1959, khi nhân viên đi tuần tra như thường lệ, khi đến nơi trưng bày các bảo vật, họ phát hiện cửa sổ bị phá vỡ. Một số di vật cổ bị đánh cắp, trong đó có cuốn sách quý giá của Hoàng hậu Nhân Nhĩ năm Khang Hy thứ 20 của nhà Thanh. Hơn nữa, đồ đính hôn, thư của Hoàng đế Càn Long, mọi thứ đều được mạ vàng quý giá cũng không cánh mà bay. Ngay lập tức, phía cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bắt được thủ phạm thông qua nhận dạng dấu vân tay, đó là một người đàn ông tên Vũ Khánh Huy. Theo lời khai, hắn cho rằng những di vật trong khu di tích nếu đem bán ra ngoài sẽ giúp bản thân kiếm được số tiền lớn, sống an nhàn cả đời. Sau khi nắm rõ thời gian hoạt động của Cố Cung, tên trộm đã âm thầm trốn trong nhà vệ sinh, chờ đến khi nơi này đóng cửa. Nhân viên kiểm tra hoàn tất và không còn đi lại trong khuôn viên, hắn đã tiến hành lấy trộm di vật mà mình tìm hiểu từ trước. Khi Vũ Khánh Huy di chuyển đến Thiên Tân bằng tàu hỏa thì đã bị cảnh sát bắt giữ. Năm 1960, hắn bị kết án tù chung thân vì hành vi ăn cắp di vật quốc gia từ Cố Cung. Chị gái đã tiếp tay cho Khánh Huy trong phi vụ này cũng bị bắt giam 15 năm tù. Thứ tư, sự xuống cấp của Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành có tổng diện tích lên tới 720.000 m² với hơn 70 cung điện lớn nhỏ. Trong hệ thống cung điện này có tới 9.999 căn phòng. Một số nơi đã xuống cấp, chưa được tu sửa nên việc du khách tự ý đi vào mà không có hướng dẫn viên có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Do đó, để bảo vệ các di tích văn hóa và khách du lịch, di tích lịch sử đưa ra quy định đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày. Ngoài ra, phần lớn kiến trúc trong Tử Cấm Thành được làm từ gỗ nên rất dễ bắt lửa. Chính vì vậy, nơi đây không được thiết đặt hệ thống điện quá nhiều để hạn chế hỏa hoạn. Việc thiếu nguồn sáng khiến công tác tham quan vào buổi tối gần như không thể diễn ra. Hơn nữa, bên trong Cố Cung là bảo tàng Cố Cung với rất nhiều văn vật được bảo tồn cấp quốc gia. Vậy nên, việc đóng cửa tham quan sớm vào lúc 5 giờ chiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên dọn dẹp cũng như giúp cán bộ thống kê lại số văn vật, đề phòng trộm cắp hoặc hư hỏng. Nếu không may có người thiếu ý thức vẽ bậy hoặc khiến công trình bị trầy xước thì nhân viên cũng có cách khắc phục nhanh chóng để ngày tiếp theo không ảnh hưởng đến cảm quan của khách du lịch. Mặt khác, một số người cho rằng việc đóng cửa sớm có liên quan đến những lời đồn trong dân gian về Tử Cấm Thành trước đây. Vào một ngày năm 1992, bầu trời Bắc Kinh đầy mây đen có dấu hiệu sắp mưa. Dẫu vậy vẫn có rất nhiều du khách đến tham quan Cố Cung. Không lâu sau, trời bắt đầu mưa rào, mọi người đều đến dưới mái hiên trú mưa. Chính giữa lúc mọi người đang ngồi dưới mái hiên để ngắm nhìn những kiến trúc tuyệt vời, một tia chớp rạch ngang bầu trời. Lúc đó, có vài du khách nhìn thấy một dãy người mặc trang phục của triều đình Thanh, bao gồm cả cung nữ và thái giám, đi qua bức tường cung điện. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh hãi, một số người ngay lập tức lấy máy ảnh ra chụp. Tuy nhiên, sau khi điều tra, người ta phát hiện rằng lý do xuất hiện hiện tượng này là vì tường của Tử Cấm Thành màu đỏ và có chứa lượng lớn oxit sắt trong đó. Sét dẫn điện vào tường, tạo ra phản ứng hóa học. Lúc đó, thái giám và cung nữ đi ngang qua, bức tường có chức năng như một cuộn băng ghi hình, chụp lại hình ảnh của họ. Khi xảy ra mưa gió có sét như vậy, hình ảnh này được chiếu lại. Tuy nhiên, lý do thực sự quyết định giờ đóng cửa Tử Cấm Thành không phải như vậy.